Come on. Lùm vào giác. Hoặc mình lùm vào giác là không đủ luôn. Skeleton. Spam, spam, Royal Hawk. Come on. Are you kidding me? Are you kidding me? Vẫn ác mộng. Tại sao lại trả Skeleton Army ở trong thời điểm đấy? Nó rất là nhạy cảm. Bạn phải giết được con Mai The Witch trước. Ôi giời ơi. Một con chắc quá là khó khăn. Rồi Hawk Spammer. Tiếp tục là Mai The Witch. Ác mộng, đúng là ác mộng. Mai The Witch. Cần ác mộng. Nó không cần phải đẩy Royale Giant luôn. Nó chỉ cần phải spam Royale Hawk không.